Thưa quý vị, theo quyết định 2692 của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành cuối năm 2021, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong 5 tỉnh thành trong cả nước xếp mức tốt về công tác bảo vệ môi trường. Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường có 26 tiêu chí thành phần, trong đó có 20 tiêu chí thành phần tính bằng đơn vị phần trăm, thì Bà Rịa Vũng Tàu có 13 tiêu chí đạt tuyệt đối. Dành nỗ lực bảo vệ môi trường của tỉnh còn được minh chứng rõ nét qua những thành quả thực tế, như năm 2017 tỉnh có 12 điểm nóng về môi trường, đến năm 2018 giảm còn 10 điểm nóng, và đến nay thì chỉ còn 6 điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường tập trung vào 4 vấn đề: chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, chất lượng đất, cảnh quan thiên nhiên và mức độ đa dạng sinh học. Soi vào 4 yếu tố này, đại bộ phận người dân Bà Rịa Vũng Tàu hàng ngày trải nghiệm và cảm nhận đều chung nhận định: Bà Rịa Vũng Tàu có môi trường sống trong lành, an toàn. Tôi rất hài lòng. Cô rất hài lòng với cái môi trường sống ở đây á. Môi trường không khí cũng trong lành. Sống đến tuổi này rồi mà được hưởng cái không gian này là sướng lắm. Môi trường và đời sống nhân dân và các thứ này khác đều bảo đảm khí không khí rất tốt. Để người dân thuận lợi trong giám sát và theo dõi các chỉ số môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường đã lắp đặt các màn hình hiển thị thông số về môi trường tại những trung tâm đô thị có mật độ cao về dân cư và hoạt động sản xuất kinh doanh như Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Thông số về chất lượng không khí ở từng thời điểm được cập nhật thường xuyên. Người dân có cơ sở đánh giá hoặc phản ánh kịp thời đến cơ quan chuyên môn nếu có sự cố môi trường. Nó lên được như thế thì nó hỗ trợ cho mình trong cuộc sống. Người dân sẽ biết được nhiều hơn về cái môi trường tốt hay là xấu. Bên cạnh 4 tiêu chí về chất lượng không khí, nước mặt, đất và cảnh quan thiên nhiên, mức độ đa dạng sinh học, để được xếp loại bảo vệ môi trường tốt, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đặt ra trong từng năm của địa phương cũng là cơ sở quan trọng. Với Bà Rịa Vũng Tàu, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát sinh nước thải trên 50 mét khối ngày đêm trở lên, đều có hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật. 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn. Chúng tôi có dự phòng một cái hồ sự cố. Thế thì trong trường hợp mà nước thải vượt tiêu chuẩn thì cái hệ thống van phai ở cái hồ sự cố tự động mở và van phai ở Hoàng Thiện tự động ngắt để chuyển cái nước thải mà chưa đạt đấy qua hồ sự cố tạm lưu trữ và sau đó là bơm tuần hoàn lại cái hệ thống xử lý cho đạt quy chuẩn cột A mới xả ra môi trường. Các cái việc mà lắp đặt quan trắc tự động đó thì sở cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rồi thực hiện theo các kế hoạch về các cái phân loại các cái cơ sở để chúng ta có một cái kế hoạch quản lý làm sao mà không vừa thuận lợi cho công tác quản lý nhưng cũng lại giảm cái phiền hà cho doanh nghiệp trong cái việc mà thanh tra kiểm tra nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu là về bảo vệ môi trường. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu có 4 trên 12 khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn A. Tỉnh yêu cầu các khu công nghiệp còn lại tiếp tục hoàn thành lộ trình đầu tư hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt cột A, bảo đảm đến cuối năm 2022, hệ thống xử lý nước thải tập trung của tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn đạt loại A. Để chỉ dẫn top 5 tỉnh, thành phố được xếp vào nhóm tốt trong bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tham mưu tỉnh lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và dự án xử lý chất thải rắn cho huyện Côn Đảo. Xây dựng đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020.